Kính thưa Phó sư Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Học Việt Nam. Kính thưa Phó sư Đinh Ngọc Sĩ, Phó Chủ tịch Tổng hội. Kính thưa tất cả các thầy cô, các bạn đồng nghiệp, là những chuyên gia đầu ngành về hô hấp. Hôm nay được ban tổ chức phân công, chúng tôi xin báo cáo đề tài viêm phổi cộng đồng, những thách thức từ góc độ lâm sàng. Thì trong cái khuôn khổ của bài hôm nay khoảng 30 phút thì chúng tôi xin được phép báo cáo một số vấn đề mà tôi nghĩ là nổi cộm trong vấn đề thực hành lâm sàng. Xin các thầy cô, các bạn đồng nghiệp có thể góp ý thêm để chúng ta có thể hoàn thiện trong cái phần đồng thuận. Thì tôi xin được phép nêu hai vấn đề mà chúng ta đang có những cái đối diện với những thách thức, đó là những cái vấn đề lâm sàng. Những vấn đề lâm sàng liên quan tới những cái bệnh cảnh lâm sàng và những kết quả vi sinh mà chúng ta đang thực hiện ở tại Việt Nam cũng như trên thế giới, và dựa vào đó chúng ta đưa ra những cái guideline tại Việt Nam. Thì một số cái nghiên cứu mà chúng tôi nghĩ là nó có giá trị để trong tham khảo, đó là nghiên cứu REAL và nghiên cứu ECRI của Hội Phổi Việt Nam. Những nghiên cứu về viêm phổi liên quan chăm sóc y tế thì hiện nay chúng ta cũng còn bỏ ngỏ, chúng ta chưa có đề cập tới. Trong khi đó thì cái vấn đề thay đổi từ guideline của ATS năm 2016 đã đưa cái viêm phổi liên quan chăm sóc y tế ra khỏi cái guideline của viêm phổi bệnh viện, bởi vì nó có một số cái bất cập liên quan tới vấn đề kháng thuốc cũng như vấn đề điều trị. Hiện nay thì chúng ta có xây dựng một cái guideline về viêm phổi cộng đồng hay là viêm phổi liên quan chăm sóc y tế trong một cái guideline chung hay không, thì có điều đó vẫn còn bỏ ngỏ, kể cả trên thế giới cũng như ở tại Việt Nam. Liên quan tới vấn đề điều trị thì chúng ta cũng gặp những khó khăn trong vấn đề điều trị ban đầu thích hợp. Chúng ta cũng gặp khó khăn trong vấn đề đơn trị liệu hay phối hợp, mà chúng ta cũng đang gặp những cái chất lượng của thuốc kháng sinh hiện nay đang lưu hành trên thị trường. Thì chúng ta biết là cái bệnh cảnh lâm sàng của cái viêm phổi cộng đồng thì trong phân nửa trường hợp bệnh nhân nhập viện trong cái viêm phổi cộng đồng thì chúng ta không thể nào phân biệt những cái tác nhân gây bệnh, dù là gam dương hay gam âm. Hiện nay cái bối cảnh mà viêm phổi cộng đồng nó xảy ra trên những bệnh đồng mắc rất nhiều, những người lớn tuổi rất nhiều, do đó cái bệnh cảnh điển hình của một cái viêm phổi do phế cầu nó cũng không phải giống như là trước đây. Viêm phổi do Haemophilus salvinia hoặc là viêm phổi do Klebsiella pneumoniae hay là Pseudomonas thì cái bệnh cảnh lâm sàng nó cũng giống nhau, kể cả trên hình ảnh X-quang. Ngoài ra thì vi khuẩn không điển hình chiếm một cái tỷ lệ khá cao, từ 20% cho tới 40%. Tuy nhiên đây là một cái nhóm tác nhân mà nếu chúng ta không có bao phủ điều trị trong trường hợp nặng, bệnh nhân cũng sẽ tử vong. Do đó mà cái bệnh cảnh lâm sàng thì nó cũng không khác gì cái bệnh cảnh của một cái viêm phổi điển hình nếu mà bệnh nhân rơi vào trong trường hợp nặng. Ngoài ra cái đối phó với cái lao và những cái lao vi khuẩn lao không điển hình ở tại Việt Nam, đặc biệt là những viêm phổi cộng đồng ngoại trú và những trường hợp nhẹ thì cũng là một thách thức. Trong đa số trường hợp thì có những cái bệnh cảnh điển hình của lao hướng tới chẩn đoán lao. Tuy nhiên thì trên một cái bệnh nhân mà đã có lao, đang điều trị lao mà xuất hiện những cái nhiễm trùng hay là những cái trường hợp nhiễm lao khác thì đó cũng là một thách thức rất lớn đối với chúng ta. Vấn đề điều trị làm sao mà để cho nó không có kháng thuốc kháng sinh cũng như là không thuốc lao nó không kháng thuốc cũng là một cái thách thức trong cái điều trị. Thì đây là những cái tác nhân mà gọi là vi khuẩn lao không điển hình. Chúng ta thấy nó rất là giống lao và nó cũng không thể nào chúng ta có thể phân biệt 100% giữa lao và những vi khuẩn nhiễm mắc phải trong cộng đồng. Thì đó là những cái vấn đề mà trong cái bệnh cảnh lâm sàng chúng ta cũng hay đối phó. Về những nghiên cứu về vi sinh lâm sàng hiện nay thì chúng ta biết là bên cạnh những cái phương pháp vi sinh truyền thống, có lẽ thầy Hồng Vân sẽ đề cập sâu hơn. Ở đây tôi muốn nói vấn đề là chúng ta đang gặp
có một cái sự khác biệt giữa cái vi sinh truyền thống và vi sinh hiện đại về cái tỷ lệ các vi khuẩn mà chúng ta phát hiện được, và cái những cái vai trò vi khuẩn không điển hình cũng như là vi khuẩn không điển hình kháng thuốc, tình hình đề kháng kháng sinh hiện nay của những viêm phổi mắc phải cộng đồng, và những khuyến cáo hiện nay chúng ta đề cập nó có đủ mạnh để chúng ta dựa vào đó mà chúng ta có thể điều trị cho bệnh nhân được hay không. Tôi lấy một số thí dụ. Một nghiên cứu của Nguyễn Thị Liên Hương và Cộng sự báo cáo năm 2013 thì cho chúng ta thấy là cái tỷ lệ viêm phổi do vi khuẩn gram âm rất là cao. Klebsiella pneumoniae tới 21%, Pseudomonas 29%, Staphylococcus aureus 15% và Acetamonia là 6%. Như vậy thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ này nó trên 50% cái trường hợp mắc phải cộng đồng. Như vậy thì những cái viêm pháp vi sinh truyền thống này nó có đủ độ mạnh để chúng ta tin rằng phần lớn những viêm phổi cộng đồng này là do gram âm ở ngoài cộng đồng gram âm hay không? Qua cái nghiên cứu Rio năm 2017 được công bố thì đây là cái nghiên cứu về tần suất của những yếu tố nguy cơ của những vi khuẩn khó trị ở của bệnh nhân nhập viện ở khoa nội cũng như là ở khoa hô hấp được chẩn đoán là một cái nhiễm trùng hô hấp dưới. Thì cho chúng ta thấy rằng cái nghiên cứu này cũng khá là toàn diện, liên quan tới vấn đề chúng ta làm phương pháp truyền thống kết hợp với phương pháp vi sinh, thì cho chúng ta một cái bức tranh khá là toàn diện về cái tỷ lệ cái viêm phổi mắc phải trong cộng đồng cũng như là trong bệnh viện. Chúng ta thấy là những vi khuẩn gram âm nó chiếm khoảng 42,7%, là đây là một con số khá lớn về cái tác nhân gram âm nó gây ra cái viêm phổi ở những bệnh nhân nhập viện. Và bên cạnh đó thì những cái tác nhân chủ yếu là cũng là Streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenzae chiếm khoảng 51,58%. Trong đó có 22% phối hợp với những vi khuẩn gram âm. Điều đó cho chúng ta thấy là cái bức tranh mà những bệnh nhân mà viêm phổi cộng đồng nhập viện là một bức tranh khá phức tạp, chứ không phải là một cái bức tranh đơn giản khi mà chúng ta tiến hành chúng ta điều trị cho bệnh nhân, nó khác với những trường hợp ngoại trú. Một nghiên cứu khác của tiến sĩ Phạm Vân cũng cho chúng ta thấy là bên cạnh những cái Streptococcus pneumoniae chiếm khoảng 40%, thì vi khuẩn không điển hình cũng là một cái tác nhân khá là quan trọng ở đây, 38%. Tuy nhiên thì vấn đề đề kháng kháng sinh của những vi khuẩn không điển hình ở đây thì chúng ta cũng chưa có đề cập tới. Một nghiên cứu khác mới được công bố gần đây thì cho chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà phát hiện được vi khuẩn gram âm nếu chúng ta dựa vào PCR và nuôi cấy được thì tỷ lệ nó dương tính tới 94%, cho chúng ta một bức tranh khá là toàn diện về những cái tác nhân mà nó gây bệnh ở ngoài cộng đồng. Trong đó thì chúng ta thấy là cái Streptococcus và Haemophilus influenzae cũng là những tác nhân chủ yếu. Điều đó cho chúng ta thấy là nó phù hợp với những nghiên cứu ở nước ngoài. Tuy nhiên thì cái bên cạnh đó thì chúng ta thấy vi khuẩn gram âm nó cũng là, mặc dù đây là một nghiên cứu nhiễm trùng ở ngoài cộng đồng ngoại trú thì vi khuẩn gram âm nó chiếm khoảng 20%. Như vậy chúng ta thấy là cái bối cảnh mà nhiễm trùng do vi khuẩn gram âm thực sự ở đây nó có vai trò chứ không phải là không có. Do đó mà ở đây thì chúng ta chưa có phân tích dưới nhóm là những vi khuẩn gram âm này nó mắc trên những cái cơ địa của những bệnh nhân như thế nào. Chúng tôi nghĩ là những người lớn tuổi, những người có bệnh đồng mắt, CBD hay là tiểu đường thì đó là những cái tỷ lệ mà khá cao ở trong cộng đồng của chúng ta. Do đó mà trên những cái đối tượng này thì cái khả năng mà mắc vi khuẩn gram âm là chúng ta không thể loại trừ được. Một nghiên cứu được công bố của các tác giả của Nhật năm 2013 ở các bệnh viện tỉnh ở Việt Nam thì cũng cho chúng ta thấy là cũng là những cái vi khuẩn Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae và Moraxella catalalis là những tác nhân chủ yếu ở cộng đồng. Còn trong nghiên cứu của ICRI của Hội Phổi Việt Nam thì cho chúng ta thấy là một cái bức tranh ngoài cái chuyện mà Streptococcus pneumoniae và Haemophilus thì cái sự phối hợp vi khuẩn Streptococcus pneumoniae và Haemophilus cũng như là phối hợp giữa vi khuẩn và virus, vi khuẩn ngoài nấm là một trong những cái phối hợp, cái kết hợp nhiễm khuẩn khá thông thường ở tại Việt Nam của chúng ta. Do đó mà cái vấn đề điều trị nó cũng trở nên nó khó khăn chứ không phải là một cái điều trị đơn giản đối với trong cái thực hành lâm sàng. Và trong một nghiên cứu
được báo cáo năm 2011 được đăng trên cái Critical Care. Thì cũng vậy, chúng ta thấy là cái tác nhân vi sinh mà phối hợp cũng là một cái hiện tượng khá phổ biến khi mà những bệnh nhân này được nhập viện và đặc biệt là nhập ICU. Do đó mà những bệnh nhân mà nhập viện và nhập ICU là những bệnh nhân mà có khả năng sẽ những vi khuẩn đa vi khuẩn. Chúng tôi cũng làm một nghiên cứu ở tại Chợ Rẫy, thì trên những đối tượng bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và bệnh nhân bị viêm phổi, thì thật sự rất ngạc nhiên khi mà chúng ta thấy là những cái bệnh nhân này nó cũng mắc những cái vi khuẩn khá là kháng thuốc, vi khuẩn gram mâm với tỷ lệ cũng khá là cao. Thí dụ Acetabomani hay là Klebsiella pneumoniae nó cũng chiếm tỷ lệ khoảng 10 mấy phần trăm, 18%. Và những cái bệnh nhân mà có những đợt cấp mà kèm viêm phổi thì cái tỷ lệ vi khuẩn gram mâm nó càng cao lên. Ở đây chúng ta thấy là cái tỷ lệ gram mâm ở những viêm bệnh nhân bị đợt cấp mà kèm viêm phổi thì do Acetamoni là khoảng 20%, do Pseudomonas là 17%. Một nghiên cứu khác cũng vậy, chúng ta thấy là của một tác giả cũng làm cùng một thời gian thời điểm, thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà những bệnh nhân viêm phổi thì trong cái kết quả cấy khi mà nhập viện thì nếu mà chúng ta chỉ dựa vào cái phương pháp truyền thống không thì 71% chúng ta không phát hiện được tác nhân gây bệnh. Như vậy thì tỷ lệ dương tính chỉ có 28% thôi. Như vậy thì cái bức tranh của một cái nhiễm khuẩn ở ngoài cộng đồng mà bệnh nhân phải nhập viện, mà nếu mà chúng ta dựa vào phương pháp truyền thống không thì chúng ta không thể nào chúng ta có thể đánh giá được cái toàn diện cái bức tranh nhiễm trùng do những vi khuẩn mà chúng ta dựa vào kết quả cấy truyền thống. Hiện nay thì chúng ta thấy là cái vấn đề mà phối hợp, tác nhân phối hợp nó chiếm khoảng 10% đối trong nghiên cứu này, khi mà bệnh nhân có một cái nhiễm trùng viêm phổi cộng đồng. Về tình hình kháng thuốc trong cái nghiên cứu real thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà vi khuẩn SPL tới 71%. Đó là một cái tình hình khá là đáng báo động đối với những vi khuẩn gram mâm mà bệnh nhân nhập viện hoặc là những bệnh nhân mà viêm phổi ở trong bệnh viện hiện nay, và nó kháng hầu hết những cái kháng sinh mà chúng ta thấy là cephalosporins thứ ba hoặc là thứ tư. Đối với Klebsiella pneumoniae cũng vậy, chúng ta thấy là tình hình kháng của nó cũng khá gia tăng lên từ năm 2006 tới 2010. Thì chúng ta thấy là những cái kháng sinh như là ceftazidime hay ceftriaxone, tỷ lệ kháng nó cũng lên rất cao, nó lên tới khoảng 70%. Tỷ lệ kháng imipenem cũng vậy, sắp xỉ khoảng 30%. Đề kháng Pseudomonas thì cũng vậy, chúng ta thấy là ngoại trừ những trường hợp mà kháng tương đối thấp là 30% đối với Pyrantozobactam hay là Amigacin, Ceftazidime, thì đó là ba cái kháng sinh mà chúng ta có thể nói là kháng sinh để chống Pseudomonas. Một cái hiện tượng kháng Imipenem rất cao tới 40% hay là kháng Cipro tới 50%, đó là một cái điều mà cần phải lưu ý đối với một cái Pseudomonas. Trở lại cái đối với một cái viêm phổi cộng đồng trong nghiên cứu IRI, mặc dù đây là một nghiên cứu đa trung tâm mà lần đầu tiên chúng ta làm ở ngoài cộng đồng, tuy nhiên thì có lẽ là cần phải có một cái sự kiểm chứng, cần có sự tiến hành làm nghiên cứu đa trung tâm nhiều ở những trung tâm khác ở ngoài Hà Nội, ở miền Trung. Đây là những trung tâm ở tại miền Nam, thì chúng ta thấy là cái xu hướng đề kháng kháng sinh nó gia tăng, là đặc biệt là cái Streptococcus pneumoniae hiện nay năm 2010 hiện nay nó chưa kháng ở tại Việt Nam, tuy nhiên thì với nghiên cứu này nó lên tới đề kháng tới 29% đối với levofloxacin, đặc biệt là moxifloxacin, đặc biệt là những cái kháng sinh mà nhóm Magrix thế hệ mới đã lên đề kháng tới gần tới 70%. Cái điều khó khăn đối với chúng ta đó là những vi khuẩn không điển hình. Chúng ta thấy đa số những nghiên cứu được đề cập tới liên quan tới những vi khuẩn không điển hình, nó chiếm một vai trò khá quan trọng từ 25% tới 40%. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta sử dụng Quinolone hay Magrix thì ở đây thì đối với vi khuẩn không điển hình, người ta đang tập trung về vấn đề đề kháng với Magrix với tỷ lệ khá cao,
chưa có một cái công bố nào để đánh giá cái đề kháng đối với quinolone hô hấp. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng cái vấn đề giữa vi sinh và lâm sàng, khi mà nói đến cái chuyện đề kháng như vậy đó, thì chúng ta thấy là cái người lâm sàng họ cũng rất là khó khăn trong vấn đề mà chọn lựa sử dụng về mặt khoa học cũng như là về mặt bảo hiểm y tế. Trong khi đó thì những guideline trên thế giới thì cũng có sự không thống nhất. Guideline của Mỹ thì đối với trường hợp mà ví dụ như là nó đề kháng thì người ta khuyên là không nên sử dụng, trong khi đó guideline của Nhật thì vẫn sử dụng, và một số nghiên cứu lâm sàng chứng minh là nó vẫn còn hiệu quả trên lâm sàng mặc dù là tỷ lệ đề kháng nó gia tăng lên. Do đó mà làm cho người bác sĩ lâm sàng cũng khá là phân vân, chúng ta nên định hướng như thế nào trong cái trường hợp như thế này để chúng ta có thể cho một cái đồng thuận và đưa vào cái hướng dẫn trong cái tương lai. Thì đây là ý kiến của thầy Hồng Vân liên quan tới vấn đề đề kháng. Thì chúng ta thấy là cái Việt Nam liên quan tới những cái đề kháng đột biến 23S thì cái này nó chiếm khoảng là 70%, và cái này thì nó cũng ảnh hưởng tới cái vấn đề mà cái chọn lựa kháng sinh của chúng ta. Và một số nghiên cứu trên thế giới chúng ta thấy là rất là nhiều nước ở tại Trung Quốc, ở tại Mỹ, ở Nhật, ở Pháp, ở Đức, thì cho chúng ta thấy là trên những cái dân số bệnh nhân như vậy và cũng có những cái lưu ý về tình hình đề kháng của Mycoplasma pneumoniae đối với Mycoplasma. Tuy nhiên thì có những nghiên cứu này đánh giá về cái vai trò của Mycoplasma trong vấn đề điều trị trên những bệnh nhân mà bị đề kháng. Một cái điều cho chúng ta thấy là tỷ lệ mà nó cao, rất là cao ở tại Trung Quốc năm 2014 nó tới 92% Mycoplasma nó kháng Mycoplasma. Ở Nhật là trên 40%. Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta có sử dụng cái Mycoplasma hay là sử dụng quinolone trong điều trị viêm phổi không đồng để kết hợp với nhóm beta-tam trong trường hợp nặng. Thì đây cũng là một dấu hỏi đặt ra cho các chuyên gia của chúng ta. Vấn đề viêm phổi liên quan chăm sóc y tế. Thì những báo cáo, các bạn biết là báo cáo từ năm 2005 đã đưa cái viêm phổi liên quan chăm sóc y tế vào cái viêm phổi bệnh viện và điều trị như là vi khuẩn đa kháng. Tuy nhiên 2016 thì không còn đưa vào. Nhưng mà hiện nay thì cái guideline của ATS mới nhất về vi khuẩn không đồng cũng chưa ra, và vai trò của viêm phổi liên quan chăm sóc y tế nó tương tự như là cái viêm phổi cộng đồng hay là không, thì cái điều này cũng là một cái điều mà các chuyên gia cần thảo luận để chúng ta có thể có một cái định hướng cho các bác sĩ điều trị trên lâm sàng. Tôi nghĩ là đây là một vấn đề khó chứ không phải là dễ. Với nghiên cứu của Fancom năm 2015 thì chúng ta thấy là cái phân bố mà những vi khuẩn đa kháng thuốc ở viêm phổi không đồng nó cao hơn là viêm phổi liên quan trong số nó cao hơn viêm phổi không đồng. Và một nghiên cứu khác cũng vậy, cho chúng ta thấy là câu hỏi đặt ra là viêm phổi liên quan trong số có thực sự nó kháng thuốc hay không, thì cũng nhận thấy rằng trong nghiên cứu này người ta nghiên cứu trên 445 bệnh nhân thì người ta chia làm 4 cái nhóm. Một cái nhóm viêm phổi liên quan chăm sóc y tế, nhóm 2 liên quan chăm sóc y tế, nhóm 3 liên quan chăm sóc y tế, nhóm 4 liên quan chăm sóc y tế, là những cái nhóm này. Tuy nhiên thì trong 4 cái nhóm này thì chỉ có nhóm 2 và cái nhóm 4 là cái nhóm mà nó có những yếu tố kháng thuốc, thì nó làm cho cái tác nhân của cái vi khuẩn gam mâm nó gia tăng lên hơn là cái nhóm 1 và nhóm 3. Như vậy thì viêm phổi liên quan chăm sóc y tế có những nhóm bệnh nhân nó do vi khuẩn gam mâm kháng thuốc, nhưng mà có những nhóm bệnh nhân nó không. Đó, cái đó là cũng là một cái cơ sở để cho chúng ta thấy là cái vấn đề mà rút cái viêm phổi liên quan chăm sóc y tế ra khỏi viêm phổi bệnh viện, viêm phổi thở máy là một cái hành động cũng là đúng đắn, chứ không phải là cứ muốn đưa vào là đưa, muốn đưa ra là đưa. Cái vấn đề chăm sóc y tế tại Việt Nam thì nó hoàn toàn khác với cái chăm sóc y tế tại các nước.
Do đó mà chúng ta cũng nên có một cái định hướng nghiên cứu về cái lĩnh vực này để chúng ta khuyến cáo cho cái bác sĩ của chúng ta cũng như là đưa ra cái guideline. Thì một một nghiên cứu khác thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà viêm phổi liên quan cho ông thế do những vi khuẩn mà kháng thuốc nó cũng gia tăng lên đối với một cái viêm phổi liên quan cho ông thế so với một cái viêm phổi cộng đồng. Và những cái tác nhân mà kháng thuốc ở đây là tụ cầu kháng bacillin, Pseudomonas hay là những cái vi khuẩn không lên men khác hoặc là những Enterobacter xe khác, thì nó hoàn toàn nó khác biệt giữa cái viêm phổi liên quan trong sơ y tế và viêm phổi cộng đồng. Như vậy thì cũng có một số cái nghiên cứu người ta cũng thấy rằng dùng cái từ gọi là viêm phổi khởi phát ở tại cộng đồng. Người ta sử dụng cái thang điểm gọi là ARUX score 2015. Thì những cái tất ngày này ta gom lại hai cái nhóm, và nhóm vừa chăm sóc y tế và vừa viêm phổi cộng đồng, để người ta đánh giá coi là cái nhóm nào là cái nhóm mà nó gây do vi khuẩn kháng thuốc, nhóm nào là vi khuẩn nhạy cảm với kháng sinh. Thì nếu mà nó nằm trong cái tiêu chuẩn của viêm phổi trong sơ y tế thì người ta cho một điểm. Bệnh nhân có tổn thương phổi hai bên thì cho nửa điểm. Có tràn dịch màng phổi biến chứng thì người ta cho nửa điểm. Và có PaO2 trên FiO2 dưới 300 thì cho 1.5. Thì nếu mà bệnh nhân rơi vào một cái thang điểm mà từ 3 điểm trở lên thì chúng ta phải xem như là một cái viêm phổi ở ngoài cộng đồng mà do khởi phát ngoài cộng đồng mà do vi khuẩn kháng thuốc và điều trị như là vi khuẩn kháng thuốc. Chúng tôi bước vào cái vấn đề guideline. Thì hiện nay thì chúng ta thấy là cái guideline là một cái cẩm nang rất là quan trọng đối với tất cả các thầy thuốc mà do các chuyên gia của chúng ta soạn thảo ra. Thì nó sẽ giúp chúng ta chọn lựa cái nơi điều trị của bệnh nhân là nội trú hay ngoại trú, sử dụng kháng sinh như thế nào và xử lý những cái bệnh đi kèm theo. Thì rất tiếc, rất là nhiều guideline từ trước đến nay ở trong nước cũng như ngoài nước, thì như cô Xuyên vừa phát biểu trong khai mạc đó, chúng ta thấy là cái tỷ lệ tử vong cũng không có thay đổi, không thay đổi từ khi có kháng sinh cho tới bây giờ, mà hiện nay nó càng phức tạp hơn là hồi xưa rất là nhiều trong vấn đề điều trị. Do đó chúng ta thấy là cái tử vong ở trong bệnh viện, cái viêm phổi cộng đồng cũng như viêm phổi liên quan sốc tế, thì chúng ta thấy là tỷ lệ viêm phổi cộng đồng nó khoảng 20-10%, còn viêm phổi liên quan sốc tế là 20%. Thậm chí đối với những tác nhân, thí dụ như Klebsiella hay là tụ cầu kháng vaccine, tỷ lệ tử vong nó lên tới 30%. Như vậy thì điểm lại những cái guideline, chúng ta thấy là trên thế giới thì những cái tác giả như là ông Woodhead hay là Rahman Khan thì cũng cho thấy là cái guideline chúng ta chưa có những cái bằng chứng giá trị để chúng ta xây dựng. Cái guideline của ADSI công bố từ 1994 cho 2009 thì chỉ có 16% là có bằng chứng loại 1. Của IAS, SMIT thì chỉ có 21-24% loại 1. Guideline Việt Nam thì chúng ta dựa trên những chứng cứ nào? Chúng ta chưa có những dựa trên chứng cứ, mà chủ yếu là những cái nghiên cứu đơn trung tâm hoặc là nghiên cứu lẻ tẻ một cái vùng miền và dựa vào đa phần là những chứng cứ của các nước. Như vậy thì chúng ta thấy là cái vấn đề chúng ta còn một cái khoảng trống khá lớn để chúng ta nhận diện thật sự là cái tác nhân gây bệnh ở tại Việt Nam, tình hình kháng thuốc, chăm sóc y tế như thế nào để chúng ta có thể có những cái bằng chứng để chúng ta xây dựng. Đặc biệt là những cái vi khuẩn kháng thuốc thì nó liên quan tới cái nhiễm trùng ở địa phương, liên quan tới vấn đề sử dụng kháng sinh ở tại địa phương, liên quan tới vấn đề chăm sóc ở tại địa phương, chứ không phải là nó giống nhau ở tất cả các nước. Do đó mà cái vấn đề mà chúng ta thấy là tôi mượn cái slide của thầy Hùng Vân, chúng ta do thiếu cái chuyện mà những bằng chứng khoa học, chúng ta đưa lên những cái những thiếu những cái bằng chứng về vi sinh hoặc là không có hỗ trợ của vi sinh thì dẫn đến cái thầy thuốc lâm sàng chúng ta lạm dụng kháng sinh và kháng kháng sinh, mà đó là một điều tất yếu mà chúng ta thấy ở Việt Nam, chúng ta thấy rất là rõ. Vấn đề điều trị ban đầu thì chúng ta biết rằng cái vấn đề điều trị ban đầu kháng sinh mà không hợp lý nó sẽ quyết định cái chuyện thất bại rất là cao, có thể cao gấp 10 lần
hơn 10 lần so với bệnh nhân siêu hấp hay là so với bệnh nhân sốc nhiễm trùng. Do đó mà vấn đề quyết định điều trị, đặc biệt là những bệnh nhân mà viêm phổi nặng, thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ tử vong nó gia tăng lên. Ở đây có nghiên cứu chúng ta thấy là nó tăng lên 11 lần nếu mà bệnh nhân không đáp ứng với kháng sinh ban đầu. Như vậy thì cái chuyện mà kháng sinh ban đầu không phù hợp đó, chúng ta đã thấy nó xảy ra kể cả viêm phổi cộng đồng, kể cả viêm phổi liên quan cho thế đều có hết. Do đó mà cái vấn đề mà chúng ta định hướng cái mức độ bệnh, định hướng cái tác nhân gây bệnh cho thật là đúng để chúng ta điều trị kháng sinh ban đầu phù hợp là rất là quan trọng. Thì một cái nghiên cứu về cái chiến lược mới trong vấn đề mà đánh giá những bệnh nhân mà viêm phổi có chăm sóc y tế. Như hồi nãy chúng ta đề cập tới cái vấn đề mà chia làm 4 nhóm đó, thì thấy những bệnh nhân mà chúng ta thấy là viêm phổi mắc phải ở ngoài cộng đồng mà có liên quan chăm sóc y tế, thì chúng ta cũng chia ra xem nó có hay không. Nếu có, nó nặng hay không? Nếu nặng và nó có liên quan tới vấn đề những vi khuẩn kháng thuốc hay không? Thí dụ như là những bệnh nhân mà có dùng kháng sinh trong 3 tháng trước đó, bệnh nhân có ức chế miễn dịch, có suy kiệt miễn dịch hoặc là dùng corticoid, thì những cái trường hợp đó thì cái tỷ lệ mà do vi khuẩn kháng thuốc nó sẽ gia tăng lên và chúng ta sẽ điều trị như là một cái vi khuẩn kháng thuốc. Còn những trường hợp khác thì chúng ta không điều trị như là vi khuẩn kháng thuốc mà chúng ta điều trị như viêm phổi cộng đồng. Như vậy thì những cái guideline mà xử trí viêm phổi cộng đồng hiện nay ở trên thế giới, ở Mỹ cũng khác, ở châu Âu cũng khác, ở châu Á nó cũng khác. Do đó mà vấn đề mà chúng ta xây dựng cái vấn đề điều trị ở tại Việt Nam cũng rất là quan trọng. Và chúng ta cần phải có những nghiên cứu để chúng ta đánh giá cái bằng chứng thật sự về mặt khoa học để chúng ta có thể đưa vào cái guideline. Một vấn đề cuối cùng là vấn đề dùng kháng sinh. Hiện nay thì 75%, đây là báo cáo của thầy Đinh Ngọc Sĩ, 75% bệnh nhân nhập viện đã dùng kháng sinh. Như vậy thì chúng ta thấy là cái người thầy thuốc lâm sàng nhận bệnh nhân mà đã dùng kháng sinh rất là khó để chúng ta quyết định chúng ta điều trị hay không. Tuy nhiên cũng không có gì ngạc nhiên là ở tại Mỹ cũng vậy, vấn đề mà bổ sung kháng sinh, chuyển kháng sinh là nó cũng là một cái tỷ lệ phổ biến. Bổ sung kháng sinh là 20%, còn đổi kháng sinh là khoảng 70%. Như vậy thì nó cũng không khác gì đối với Việt Nam của chúng ta. Thì đó là một cái điều thách thức rất lớn. Mà cái chuyện thay đổi kháng sinh thì nó cũng xảy ra ở hầu hết tất cả kháng sinh, từ Betadine tới Mavlid tới Quinolone. Và vấn đề sử dụng kháng sinh trong điều trị vi khuẩn không điển hình, chúng ta biết là hai cái nhóm Quinolone và Mavlid là hai cái nhóm điều trị quan trọng cho để bao phủ vi khuẩn không điển hình. Thì đối với trường hợp nhẹ thì cái chuyện bao phủ hay không bao phủ nó không có ảnh hưởng tới kết cục. Tuy nhiên trong cái điều trị mà những bệnh nhân mà nặng thì vấn đề bao phủ nó sẽ có lợi hơn là những bệnh nhân mà không có được bao phủ. Như vậy thì cái vấn đề điều trị, chúng ta cũng có thể là thống nhất một điều, đối với trường hợp viêm phổi nặng thì chuyện bao phủ vi khuẩn không điển hình là một cái vấn đề mà cần thiết. Vấn đề phối hợp kháng sinh thì cũng tương đối rõ. Tuy nhiên thì hiện nay với một nghiên cứu tại Việt Nam, chúng ta thấy là vấn đề mà phối hợp nhiều tác nhân gây bệnh như vậy thì cũng là đặt vấn đề chúng ta nên xem xét về vấn đề đơn trị liệu hay là phối hợp kháng sinh, đặc biệt là đối với những người bệnh nhân ngoại trú. Giống như là bên Hiệp hội Lồng ngực của Mỹ thì chúng ta thấy những bệnh nhân ngoại trú mà có sử dụng kháng sinh hoặc là có bệnh đi kèm theo thì automatic họ dùng 2 kháng sinh. Điều đó thì cũng là một cái dấu hỏi đối với chúng ta có thống nhất vấn đề điều trị hay không. Thì về những trường hợp mà những bệnh nhân mà viêm phổi cộng đồng mà sống trong nhà dưỡng lão đó, cũng là một cái yếu tố, hoặc là có bệnh đi kèm theo là phối hợp kháng sinh, thì ở đây chúng ta cũng nên thảo luận xem là có nên phối hợp hay là chúng ta đơn trị liệu. Về vấn đề chất lượng thuốc, có lẽ chút xíu bác sĩ dược sĩ Hoàng Anh sẽ nói thêm về vấn đề này. Thì chúng ta thấy là chất lượng thuốc hiện nay cũng là một vấn đề đáng báo động.
ở tại với một cái tư cách là nhà lâm sàng, chúng tôi không phải là một người quản lý. Chúng tôi thấy là cái vấn đề mà chất lượng thuốc hiện nay cũng như là vấn đề thả nổi trong vấn đề sử dụng kháng sinh là một vấn đề rất là gây cấn. Thì nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới người ta cũng nhận thấy rằng kháng sinh, đặc biệt là ở châu Á, kháng sinh giả rất là nhiều. Indonesia là 25%, Philippines là 30%, Campuchia là 13%, Trung Quốc 8%, Ấn Độ 20%. Chúng ta thấy Việt Nam ở đây cũng không có nghiên cứu ở đây. Không biết là các bạn có thể bổ sung thêm cái nghiên cứu của Bộ Y tế xem là thuốc giả thị trường Việt Nam là bao nhiêu. Hiện nay chúng ta đang xử một vụ thuốc ung thư giả chứ không phải kháng sinh. Vấn đề cuối cùng, slide cuối cùng liên quan tới vấn đề dược đồng học của thầy Hoàng Anh. Chúng ta biết là những bệnh nhân nặng có những cái rối loạn về thăng bằng kiềm toan, rối loạn về môi trường, do đó mà nó ảnh hưởng rất nhiều về cái vấn đề sử dụng kháng sinh. Nồng độ albumin trong máu giảm, bệnh nhân suy thận, cái nhiễm trùng ở sâu, làm sao mà cái kháng sinh nó đủ vào. Chúng ta chưa có một cái dữ liệu nào để chúng ta có thể biết được chắc chắn là cái nồng độ kháng sinh nó vào trong cái mô đó, trong những bệnh nhân nặng ở ICU đạt hiệu quả. Mà đây là vấn đề mà chúng ta chỉ dựa vào những cái nghiên cứu trên những bệnh nhân mà khỏe mạnh để chúng ta áp dụng cho những bệnh nhân nặng. Thì điều đó nó cũng là một cái vấn đề mà rất khó. Trên cái môi trường như vậy thì sự tương tác giữa kháng sinh, giữa bệnh nhân và giữa vật chủ là một cái điều cực kỳ phức tạp. Và vấn đề này cũng là một cái nghiên cứu, một cái đề tài nghiên cứu rất lớn của các nhà dược đồng học lâm sàng hiện nay. Đó là những cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ là những vấn đề rất là thời sự hiện nay đối với một cái viêm phổi, mà đa số những bệnh nhân tử vong ở trong ICU 50% là do mình chưa có đánh giá được hết về cái vấn đề hiệu quả của kháng sinh trên những cái đối tượng đặc biệt này. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô và các bạn đồng nghiệp.